Mình mới về có một gốc mận da thôi mà. Đường số 3, khu Cityland Bắc Hill, phường 10. Dạ, khu Cityland Bắc Hill, phường 10. Để em nhắn địa chỉ qua số điện thoại này cho anh ha. Dạ, anh tên. Dạ, vâng anh. Dạ, anh tên gì anh ha? À, dạ, để em gửi sơ địa chỉ qua số điện thoại này cho anh Thuận nha. Dạ, dạ. Thả lỏng không chán rồi, đúng rồi, thả lỏng, thả lỏng. Dạ. Nhanh xíu con, nhanh xíu. Lâu quá còn mới đi lấy mụn mà nó bị viêm rồi. Đi qua đây còn mẹ có biết không? Mụn quá trời rồi.
Mẹ kêu con đi hay là con tự đi? Kêu mẹ đi. Hả? Kêu mẹ cho đi. À, kêu mẹ cho đi hả? U cha giỏi quá vậy. Vậy là cũng biết. Nói mặt con bên đây mụn lên là nó mẹ cho tiền đi đúng không? Ừ. Để lát cô làm giá hợp lý cho con ha. Đừng có nhăn chán, để bình thường, đừng nhăn cô khó lấy à. Con cứng mà con cứ nhăn khó lấy. Ráng làm lẹ cho nó mau hết rồi. Ăn cơm chưa chưa? Rồi. Ăn rồi phải không? Ok. Đừng gồng quá, nó mệt người. Nằm thả lỏng đi. Con cứng mà con cứ nhăn miết sao lấy. Con cứ nằm thả lỏng miệng nhăn. Nhăn nó cũng đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Da nhờn quá trời nè. Có ở nhà có rửa mặt bằng sữa rửa mặt không con? Khó hả? Khó hả không? Ngày rửa 2 lần luôn quá chị. À ngày rửa 2 lần hả? Mà mình sử dụng sữa rửa mặt gì hả? Hả con trai? Đẹp. Dạ. Hả? Con sử dụng sữa rửa mặt gì? Cố lên, cố lên. Đó.